Giờ này là người ta thả cái nước ở trong đùng tôm ra, nó có mùi thúi. Nước này là nước do thức ăn của tôm nó lắng đọng á. Dạ, bây giờ thả ra. Em thấy mấy con tôm nuôi á, nó không có ăn cái đồ bình thường mà nó ăn mấy cái đồ dạng giống như hóa chất không à. Nên cái mùi thức ăn của nó nghe không có cái thành phần của thiên nhiên.